Lũ về, những cánh đồng nơi thượng nguồn đón phù sa. Bà con đồng nước ven biên ở Phú Hội, tỉnh An Giang tất bật với mùa sản vật. Mời quý khán giả cùng Nhịp Sống Đồng Bằng khám phá Phú Hội mùa nước nổi, phát sóng lúc 19:45 thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 2, 9:50 Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời quý khán giả đón xem.